Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Gần 6.500 ca COVID-19 nặng khó qua khỏi, cao gấp đôi tháng trước. Thành phố Hồ Chí Minh gần 118.000 F0 tự điều trị tại nhà, người bệnh rất cần thuốc. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, gần 6.500 ca COVID-19 nặng khó qua khỏi, cao gấp đôi so với tháng trước. Vâng, những ngày gần đây số ca tử vong vì COVID-19 trung bình mỗi ngày có xu hướng giảm. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại đánh giá số ca tử vong sẽ tăng nhanh trong thời gian tới khi mà số ca nặng nguy kịch đang là rất lớn. Trong khi đó, lực lượng y bác sĩ thì đang rơi vào tình trạng quá tải. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.479 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 4.053 ca, thở oxy dòng cao HFNC là 1.210 ca, thở máy không xâm lấn là 257 ca và thở máy xâm lấn 930 ca và đặc biệt ECMO tim phổi nhân tạo là 29 ca. Và về số bệnh nhân tử vong, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 310 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.125 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, chỉ 2,1%. Đặc biệt, vẫn có những trường hợp vượt qua cửa tử thần kỳ, mang lại niềm vui hy vọng cho nhiều bệnh nhân khác. Mới đây, thì Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh cho 6 bệnh nhân COVID-19, trong đó có ông VCT, bệnh nhân số 359850, 82 tuổi, trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, từng được tiên lượng tử vong do bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Bệnh nhân T nhập viện ngày 22 tháng 8 với tiền sử bệnh nặng, huyết áp, tai biến mạch máu não, liệt nửa người trái, đã nằm tại chỗ và phải thở qua khai khí quản gần 1 năm qua. Khi vào viện thì bệnh nhân được xác nhận là hai phổi đã bị mờ lan tỏa, tiếp xúc chậm, thỉnh thoảng thì có đau đầu nhẹ, thể trạng thì suy kiệt, ăn bằng ống dẫn trực tiếp xuống dạ dày. Lúc này thì các bác sĩ ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cho ông T thở oxy, dùng thuốc kháng sinh, kháng đông và các biện pháp hồi sức tích cực khác. Và sau nửa tháng điều trị, đến nay thì bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 liên tiếp vào ngày 6 và 7 tháng 9. Và hiện ông T đã qua cơn nguy kịch, hô hấp tạm ổn và được cho về nhà tiếp tục cách ly và điều trị bệnh nền. Cùng với đó thì 5 bệnh nhân ra viện còn lại sáng nay đều có các triệu chứng bệnh lý nặng như là bị viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển nặng, phải lọc máu liên tục. Trong đó thì có bệnh nhân béo phì, tiền sử bị bệnh lao lâu năm, phải lọc máu. Các bệnh nhân đều đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, được về nhà tiếp tục cách ly theo quy định. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh gần 118.000 F0 tự điều trị tại nhà, người bệnh đang rất cần thuốc. Thưa quý vị khán giả, theo HCDC, tính đến nay thì số trường hợp F0 đang cách ly theo dõi điều trị tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh là gần 118.000 trường hợp, trong đó hơn 85.000 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà ngay khi phát hiện và 32.500 trường hợp cách ly sau khi xuất viện. Số trường hợp F0 đang cách ly theo dõi điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận huyện là hơn 24.000 người. Vâng, có thể thấy rằng là số lượng bệnh nhân đang điều trị tại nhà là rất lớn. Nếu không được quan tâm, cấp thuốc kịp thời sẽ là điều rất nguy hiểm. Thứ nhất là F0 tự ý ra ngoài tìm thuốc điều trị hoặc là đến các cơ sở y tế. Và thứ hai là số ca bệnh nặng sẽ lại tăng, gây sức ép lên các hệ thống y tế của chúng ta. Về việc cấp phát túi thuốc cho bệnh nhân F0, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin với túi thuốc A, B, hiện thành phố đã chuẩn bị hơn 150.000 túi và đã phát về cho các quận, huyện, thành phố Thủ Đức hơn 130.000 túi rồi. Và đã có 84.000 F0 điều trị tại nhà nhận được túi thuốc A, B từ nguồn thành phố. Đối với túi thuốc C, Bộ Y tế đã phân bổ cho thành phố khoảng 50.000 túi. Theo đó, thành phố đã cấp về cho các quận, huyện và thành phố Thủ Đức 16.000 túi. Đến ngày 8 tháng 9, đã có 8.000 F0 nhận được túi thuốc. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.